Thôi nay là diễn chào anh em nha. Hôm nay là mình đi vớt cái sạch, là nay là mình dắt theo ông anh mình, anh Bảy, là ổng là vớt này hay lắm. Mình đi vớt cái sạch nha, để về mình làm trả cái sạch cho anh em thưởng thức. Rồi có gì để anh em mình theo chân hai anh em mình đi vớt cái sạch nha. Rồi mời anh em đi. Hello. Đây một em mình này thấy không? Thấy chưa? Ủa, cái ngành nó đông. Đó, một em với xô. Trời ơi, xách cái xô con cua nữa. Những con đó này nghe anh em. Đó. Được hai con. Chào anh em nha. Nay thì bữa hổm mình có quay cái clip đầu tiên á, là mình có câu đi cắm câu cá trê á, được hổm được 6-7 con. Thì với hồi tối mình có đi vợt ít cá sặc nữa. Thì nay mình làm món ẩm thực cho anh em xem coi ngon á, thì anh em ủng hộ mình nha. Nè, cá trê nè, mình được 2 4 6 con cá trê mình cắm câu á. Với lại mình dợp được khoảng 1 kg cá sặc nữa nè. Với đây mình có miếng thịt. Thì cá sặc này mình tính xay ra với trộn với thịt, ốp gia vị mình chiên nha. Còn cá trê á là mình nấu canh chua cơm mẻ nha. Cơm mẻ miền Tây nè. Đây là này là chén cơm mẻ nè. Đó. Rồi đây có bông súng nè. Đây bông súng. Rồi có đậu bắp nè, với cái lá đỏ tai tượng, với rau muống thôi, với cà chua, với hành ngò rồi thôi. Rồi gia vị thì cũng như gia vị nấu ăn bình thường. Thì thôi vậy mình giờ mình đi xay cá, rồi mình bắt bếp đồ lên, rồi có gì mình quay lại cho anh em xem cái cảnh mình nấu nướng nha anh em.
có gì thì anh em ủng hộ mình. Đây mình mới lập kênh, rồi có gì sơ sót là anh em thông cảm cho mình nha. Rồi vậy là chào anh em, để mình đi làm để thôi, thời gian giờ nó cũng tối rồi. Thôi vậy mình chào anh em nha. Thì, chào anh em nha. Giờ là trong một thời gian khoảng hơn nửa tiếng hồ là mình sơ chế nè. Sơ chế cá sặc nãy là mình đã xay nè. Rồi giờ mình chế biến cái cá sặc chiên nha. Làm như làm chả mà lâu quá. Thôi mình làm như mình trộn với thịt vô mình chiên. Nè, cá sặc mình xay ra nè. Giờ mình bỏ thịt này vô. Đó. Thịt vô mình chiên luôn. Mình trộn với mình chiên nè. Vô một xíu muối. Chứ được thôi, đường không có, đường bỏ vô chiên nó khác nha anh em. Xíu bột ngọt. Xíu hạt nêm. Đó, tiêu. Rồi. Vậy là mình trộn xong rồi mình chiên. Đó, giờ là mình trộn nè. Trộn cho nó đều. Trộn cho đều cái gia vị. Trộn cho nó đều cái gia vị đã hết. Cái bao tay này nó hơi trục trặc kỹ thuật. Thịt mình trộn với cá mình chiên mình cũng như làm chả vậy. Cá này mình làm trộn ngon á, cái sặc này nè là mình dồn khổ qua cũng ngon, khổ qua dùng thịt cũng ngon. Ốp ở đây chút xíu này kia mà mình điều thịt lên cho nó vô xí tỏi nữa nè, cho miếng hành tím nữa nè. Rồi thơm. Nãy mình quên chắc hành lá trước. Rồi cho hành lá vô. Rồi tiếp. Rồi cái miếng thịt vô. Rồi mình để đây cho nó rút gia vị đi. Rồi mình đi bắt cái bếp lên mình nè. Cái bếp mình nó cháy rồi. Rồi mình đi nấu canh trước đi. Đưa cái chảo huyền thoại của mình lên nè. Đó, cái bếp mình cháy rồi. Rồi chảo dầu nóng nè. Bỏ tỏi vô, hành phi vô. Tỏi với hành tím. Rồi. Rồi cho tôm lên cái là mình cái này là mình vớt ra nha. Vớt ra hồi đặng mình gắt lên trên tỏi phi với hành phi nè, mình
nấu xong cái mình đặt lên ngon thơm. Rồi xong đổ nước vô nấu cho sôi lên là đã có. Rồi trong thời gian chờ đợi là mình đi làm cái tiếp tục cái món chả cái cá chiên mình nói lại. Mình làm cái cá này đang mình chiên. Mình dắt cho nó đều đều gọn miếng miếng nha. Mình chiên đó, dẹp dẹp vậy nè. Là miếng miếng vậy nè đó. Để lên nồi là mình bỏ vô mình chiên thôi. Gọn vừa vừa ăn thôi. Mắm ớt, mắm tỏi ớt, cái mình mới ra mình nhiều khi mình nói chuyện nó cũng không hay nha anh em, mình không có biết cách nói chuyện, có gì anh em góp ý cho mình nha. Có gì bình luận anh em bình luận góp ý cho mình nói làm sao nghe anh em, chứ đừng anh em đừng có bình luận ấy mình cũng buồn. Rồi xong ok được một dĩa đó mình chiên. Rồi để đó đi rồi một lát rồi mình đem đi chiên. Cái chảo cái bếp thần thánh của mình nè, giờ cái chảo nóng rồi giờ bỏ dầu vô ăn chiên cái vô cho miếng tỏi vô cho nó thơm. Tại gần chiều mình làm hai bếp luôn cho nó lẹ, cho nó bữa nào cũng ăn cơm tối hết. Nè. Giờ mình bỏ cái này vô. Mình cho mình chiên hai lần, cái chảo này nhỏ quá, cái chảo kia nó bự. Lấy nước này lại đổ vô mình lượt cái mẻ. Nước con mẻ mình lượt được mấy tên nè. Đó, mình đổ vô. Trong cái này là mình gợt luôn. Cái này mình để. Mình để dùng dạo luôn.
nó ra cái cơm mẻ. Rồi xong rồi, ngon quay cái chảo cá cho anh em xem đi. À, mình đã xong mẻ thứ nhất rồi nè, còn cái này để mình chiên cái thứ hai. Đưa vô cái thứ hai cái cho nó hết luôn. Rồi để nó đi rồi, qua đây nè, nước giờ sôi rồi nè, cái nước mẻ của mình nó sôi nè. Tiên là cho vô một miếng ớt nè, rồi nè cá bỏ vô nè. Đó, giờ chơi nửa nay là nấu nguyên con luôn. Đây mấy cá này là mình nước sôi mình bỏ vô nha. Này là muối, tiếng Anh kêu bản gì không biết. Cho miếng muối. Nè, bột ngọt. Hạt nêm. Rồi, cho vô miếng đường. Miền Tây mình ăn hơi ngọt, bỏ đường hơi nhiều. Rồi xong, sôi lên là bỏ rau vô là xong. Rồi nè, có bầm tỏi ớt rồi nè. À, cho vô miếng đường. Làm một miếng nước mắm chua ngọt, bột ngọt. Rồi, nước mắm. Chấm cái thịt chiên cho vô một miếng nước lọc. Rồi. Nặng hai miếng chanh. Nặng chanh vô. Rồi, nước mắm chua ngọt rất là cực kỳ. Vậy thôi. Rồi, cá đã cũng chín rồi. Cá cũng chín rồi, cho rau vô. Bắp nó lâu chín cho vô trước. Đậu bắp. Giục sạc sạc vô. Đậu bắp. Chua. Cá nó cũng chín rồi. Ồ, cá nè, rồi rụng cái đầu luôn. Ồ, ngon nè. Cá bự cà bá luôn. Rồi để cho đậu bắp với cà chua nó ra mình.
nêm nếm lại sao đây. Giờ đậu bắp đúng chín rồi, giờ cho ra muống vô. Mà cái này ra muống này, cái này chắc chín lượt quá, cho vô một lượt một luôn đó, xòm vô. Mà cái này nó xòm xòm mà cái ngồi nó quéo hết trơn, thấy nhiều rau chứ ngồi quéo quá. Tại cái này có bông súng nữa, nó thấy không, trời ơi, con chua quá đã. Để nêm nếm lại, nêm nếm lại đó coi. Nếm lại cho nó vừa ăn không? Chua dừa mà ít ngọt. Chín hết rồi, thấy không? Rau giờ nó xịp xuống hết rồi. Ba cái rau này rau ấy. Đã đã. Đó coi cái lượt này. Đó. Ngò. Lúc cận đồ là sắc vô đây hết. Đưa vô một cái. Kêu vậy là ăn hỏi à. Ừ. Quan trọng là cái này nè. Tóc canh này đâu gì là quan trọng là cái này nè. Nước mắm. Một xí nước mắm vô cho nó đậm. Đó, rồi. Đó. Ok. Rồi để lửa kêu đó luôn đi cũng được. Rồi cho tới cái còn cái này nữa nè, một mẻ này nữa, làm hai cái bếp luôn. Rồi giờ mình chiên cái này lại cái này ăn lên mâm. Bữa nào cũng mình quật quật làm cũng tới tối, làm hồi nãy từ hơi 3 giờ mấy tới giờ mà quần cũng tới 5-6 giờ. Chứ nội làm cá, xe này xe kia, rau gác phải đi vứt. Giờ mình múc canh ra mình lên bàn nha. Rau trước đây. Đó, cá nè. Một con. Hai con. Ba con. Đó, nay mình chưa ngít. Để cho Giang nay đi làm chưa có về. Mình chưa lại ngít, tối nay cho Giang về, Giang ăn nữa, mình ăn phần nửa thôi, còn cha mình đầu này kia nữa. Đó, đây mình ăn phần nửa thôi. Rồi, ăn vô bàn. Đây. Đây, quan trọng là cái này nè. Cho miếng hành phi vô nó thơm. Hành phi tỏi phi nè. Mình chào anh em nha, chào mọi người cái đi. Chào anh.
Rồi nay là mình làm xong món rồi. Nay là có em út mình mà nó đi làm rồi, chưa về, có em dâu với gái mình. Kiểu như mình ăn bữa cơm chiều, rồi cái kia là mình chừa lại. Thì nay có cá sặc chiên nè, con chua. Thôi ăn thử đi. Để cho Nguyên, tôi cho Nguyên miếng nè, miếng cá sặc chiên nè. Và chấm, hồi con không ăn mắm được. Thôi. Chấm mắm nào này chấm. Rồi chấm mắm nè. Rồi vậy mời mọi người nha. Mời mọi người dùng cơm với gia đình mình nha. Nên là chiều chiều con chán không? Để gấp cá ra. Cá chê. Chê này là cá chê đồng nha. Đồng là mình cắm câu được. Cắm câu clip trước. Rồi ăn đi. Ngon không? Ngon. Rồi mình có sạch chiên chấm mắm. Mắm chua ngọt. Đây mình có chọn mấy cái này nè. Có chọn mấy miếng thịt. Cũng ngon. Nó không được dai. Nên mình nhồi đồ nhiều rồi, nó mới dai. Nhưng mà mình làm gấp quá. Nó ra. Nè, riêng cái miếng tiêu rớt rồi, con ăn miếng này quên. Ăn nè. Dạ. Dạ mình ăn. Rồi ăn nè. Cắp cái chừng rớt nữa nha. Cái gì mình mới ra cái video, mấy video đầu tay à. Mình có gì sơ sót rồi anh em cũng thông cảm cho mình nha. Tại vì chi phí đồ nó cũng không có nhiều. Mình có cái gì mình quay cái đó cho anh em coi xem cho nó vui à. Chứ không có trơn hào hải vị gì. Anh em coi thương. Cho mình xin một lượt like và một lượt đăng ký kênh để cái kênh mình phát triển hơn nha anh em. Anh em có thương mình thì cho mình like nha. Rồi mời anh em mình dùng miếng cá nha. Cái chê nè. Dài nhất à. Cái chê. Ăn chưa? Ăn được. Ngon quen, chả cá nó ngon. Ngon. Rồi vậy thôi, để cho vợ mình nó vô ăn luôn nha anh em. Vậy thôi vậy chào anh em nha. Video mình cũng dài rồi, thôi mình kết thúc nha. Chào Quyên. Chào mọi người. Chào mọi người nha. Rồi.